Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với clip hôm nay của Tùng. Đến với clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người những con máy giá rẻ, tầm trung và con máy cao cấp của hãng Daiwa luôn nha. Thì mở đầu trong clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy của hãng Asino. Đây là con máy Asino phiên bản Limited nha mọi người nha. Sau phiên bản này nó sẽ có phiên bản con Asino Pro nha. Đây, Asino bản Limited. Là con này là SW6000A nha. Đó, SW ký hiệu là SW nha. Thì SW này thì tương đương với những con máy khác là câu biển người nha. Đấy. Thì con máy này nó có cái xi, cái lớp sơn nó xi ra nha. Máy này còn khá là đẹp luôn nha. Máy này nó chạy nền tảng là 10 bậc đảng. Tao quay thì kim loại. Tùng sẽ đọc thông số cho mọi người coi nha. Cái con này hiện tại giá của nó là khoảng 980 nha mọi người nha. Giá 980 đến 1 triệu. Đây. Dòng này là dòng của Thái Lan nha. Nó có khóa đổi 2 chiều nè mọi người. Đây, khóa đổi 2 chiều nha. Chạy nền tảng là 10 bậc đảng nè. Đây, bậc đảng trong này trong người bạn đây. 10 bậc đảng là 10 building nha mọi người nha. Chất liệu rotor là kim loại nè. Spool cũng là kim loại nè. Radio nó là 5.2 nha. Matrat là 15kg. Trọng lượng là 450g nha. Dây của nó, tốc độ thu dây của nó là 105cm cho một dòng nha. Sức chứa dây là 0.43 × 220. Đó, đó là con máy chúng ta nha. Đây là con máy nha. Mobin này. Nhưng con máy này giá rẻ thôi người, tầm 1 triệu đổ lại thôi là con này nha. Đây, 1 triệu lại con này. Của pin kêu khá là hay. Còn gạt cũng khá là mạnh. Núm thì núm kim loại luôn nha, về mọi người khỏi độ. Đây, núm kim loại là đi theo cái màu sắc của cái tông máy. Cái dạng của con này là màu xi tráng gương nha. Nên nó sẽ cái lớp xi nó sẽ xi như thế này. Đấy, còn lại rất là mới luôn. Còn lại rất là mới nha. Ở những cái vùng tiếp giáp khác nó sẽ là có màu titan nha mọi người nha. Cái này là phiên bản đời sau nè. Nó sẽ có những cái góc, nó sẽ có những cái màu titan như thế này nha. Đây trong máy có màu titan nha. Mọi người thấy không? Đời trước nó là không có titan người. Đời sau nó sẽ ăn theo màu titan người. Hoạt động của máy nha. Bây giờ tôi sẽ quay cho mọi người coi. Máy thì hoạt động êm mượt, nó cắt sẵn dây luôn nha. Dây này thì tầm khoảng hơn gần full nồi nha mọi người. Dây là gần full nồi. Rồi. Đó, đây là con Asino 6000 nha, tương đương với size 8000 của Shimano nha mọi người. Đó, cầm cho mọi người biết. À, tương đương với size 8000 của Shimano nha. Rồi giá Tùng bán con này là 695.000 cộng ship nha. 695.000 cộng ship. Anh em nào mua con này thì liên hệ Tùng nha. 695.000 cộng ship nha. Bộ pin kêu cũng khá là hay nha. Rồi đẹp máy giá rẻ nha. Tiếp theo Tùng sẽ có một con máy Ramly Blood. Thì con này là full hộp. Tùng vừa về thôi thì anh khách anh chốt rồi. Con máy này là full hộp nha. Đọc thông số cho người coi. Con này là 8000, Rato 5 chấm, Marat 10kg, trọng lượng 600g, 6 bậc đạn. Tại con 7000, con 8000 thì body như nha mọi người. Nó chỉ hơn nhau cái spool thôi. Nó hơn nhau 5g nha. 0.47 × 160m nè. Máy thì full hộp đầy đủ. Hộp sắt lông đờn. Con máy là đầy đủ nha, full hộp nha. Thì con máy này anh đi dưới Bình Dương ảnh chốt rồi mọi người. Anh chốt rồi nha. Đây. Con máy này. Con máy này thì anh khách anh kêu Tùng độ nấm luôn. Đấy, Tùng độ nấm zin tháo đây nha. Cái nấm này Tùng độ cho anh khách gần 150 thôi nha. Còn đó mọi người mua cái nấm này ngồi là giá là 250. Đây. Cái nấm nó sẽ đi cùng với cái tông màu của cái máy của mình luôn nha. Đấy. Nó đi cùng với tông màu máy luôn.
Mấy thì còn khá đẹp, càng đẹp người. Rô to là nó chấm chấm thôi, càng đẹp này. Mô bin này, nó có sẵn cước nha, cước này cói thì còn đẹp này. Mô bin người cái dòng Rami Blast này được cái là kêu rất là to luôn nha. Phần dưới nó thì còn đẹp nè, bên này còn đẹp nè, chỉ có đít nó bị chạy mà, bị chạy nè, của hình đó nè, trong máy nè. Thì cái khách này anh, cái máy này anh dưới Bình Dương chốt rồi nha mọi người nha. Đấy. Thì Tùng làm một clip cho anh đó, thấy rõ hơn của máy mình mua thôi, con này vừa về thôi, Tùng chưa có đăng, nhưng mà anh khách anh hỏi đúng cái thời điểm á thì Tùng bán nó nha mọi người, chứ không phải là Tùng không muốn đăng đâu. Rồi tiếp theo ở đây Tùng sẽ có hai con Tùng sẽ có đây là hai con cha đích nhá. Đây, hai con cha đích. Đây. Một con cha đích SW5000XG thì con này câu biển. Đây nó kháng mặn tốt hơn con cha đích này nha, tại con cha đích này vẫn câu được biển. Nhưng mà nó sẽ không bằng cái con SW này. Với lại là cái nấm của cái dòng này thì nó sẽ lên như thế này luôn nha. À, đây là cái thông số con SW5000XG mọi người. Cái dòng này thì mát của nó chỉ có 5000XG thôi nha, không có 6000. 6000 thì mọi người mua cái dòng khác. Dòng quay 6.2 này, mát rát 11 kg, trọng lượng 310g, 6 bậc đạn và dòng thu dây là 100. Dòng thu dây là 103 cm nha. Bờ E là số 2 vào 300m nha, cước là 0.35 vào 175. Thì con này là full hộp nha. Hộp sắt này. Hộp sắt lông đền nha mọi người nha. Con này là hộp sắt lông đền là đầy đủ nha, không thiếu gì hết. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật nha. Rồi Tùng sẽ so sánh với cho mọi người cái con màu bạc này. Đây. Thì con này con 5000XG. Dòng quay 6.2 luôn mọi người. Trọng lượng 290, tính 295, tính ra cái con màu bạc này nó sẽ nhẹ hơn cái con màu vàng này nha, tại chắc cái con màu vàng này nó có núm độ cái núm nữa mọi người nên nó sẽ nặng hơn nha. Rồi nó chạy nên là 6 bậc đạn cũng giống như nhau thôi. Dòng thu dây của con cha đích màu bạc là chỉ có 101 cm nha, còn cái con này là 103 cm này. Với E thì con này số 2 vào được 300, giống như nhau, con này số 2 vào 300 luôn người. Còn cước là 0.35 vào 175, con này là 0.35 cũng vào 175 nha. Chung chỉ số hao này như nhau, nhưng mà cái cân nặng thì cái con cha đích SW này nó sẽ nặng hơn tầm khoảng 0.5g nha mọi người nha, 0.5g. Cho thôi là do cái tay quay của nó sẽ nặng hơn. Đó, còn lại thì giống như nhau thôi. Nhưng mà cái dòng SW này nó sẽ cao cấp hơn nha. Cao cấp hơn. Rồi, đây là hai con máy. Đây là con máy màu bạc trước nha. Thì con máy màu bạc này là một con hàng lướt mọi người nha, lướt nha. Giá mới con này tầm 3.8 triệu nha, 3.8 triệu. Càng này mọi người đẹp keng này, hoạt động là bình thường hết, càng bên đây này đẹp keng luôn. Đây là một con hàng lướt, thì con này vận chuyển về thì nó có bị đít cũng đẹp luôn nha mọi người nha, đít đẹp luôn này. Nó sẽ có một cái vết vết chảy nhẹ nha, lát Tùng sẽ chỉ mọi người, phần đẹp hết luôn mọi người. Bên này cũng đẹp hết luôn nè. Coi nè. Đấy. Chung là đẹp. Hoạt động ok hết. Con này nó sẽ có tiếng rắc nha. Khi người mở hết cái cần gạt nó sẽ có tiếng rắc nè. Mô bin nè. Con dòng này thì người câu nước mặn được nha. Câu ngâm, câu lên C. Cái size 5000 này là một size rất là đa năng luôn. Mọi người câu được nhiều thể loại. Với lại trọng lượng của nó chỉ có 295g, người rất là nhẹ luôn, tùy size 5000. Đó, con ngâm, con lưu gần này nọ đồ được hết luôn nha. Câu lưu nhá thật đồ luôn. Đây, cái con này nó bị khi vận chuyển về nó bị một cái nó cắn cắn cái tay quay nè mọi người. Đó, nó chấm 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 nha mọi người. Đây, mọi người nhìn kỹ nha, chấm chấm như thế này nha. Đây. Thì cái này nó không ảnh hưởng gì hết nha mọi người nha. Đấy.
Giá mới con này là tầm 3,8 triệu. Con này là con hàng lướt full box đầy đủ hộp luôn nha. Giá tuần bán con này là 3,3 triệu bao ship cho người luôn. Con hàng lướt nha. Đây 3,3 triệu bao ship. Rồi tiếp theo ở đây Tùng sẽ đưa con màu vàng cho mọi người nhé. Đây, đây là con màu vàng. Đây, con vàng chúng ta. Mô bin đó, cái dòng chai đích thì nó kêu rất là hay luôn nha. Đây, mô bin này còn rất là đẹp. Cói ở trên này mọi người. Đây. Đó, dòng này nó không có tiếng rắc luôn nha. Cái phần hai càng đó, cái càng này có xước lông mèo nha mọi người nha. Đây. Càng bên này thì còn đẹp nè, còn đẹp. Đít con này thì còn ok hết, nó có chấm chấm này, chấm chấm nhỏ này, đó. Quay cái góc khúc cho người coi này, nha. Chấm chấm nè, nhìn kỹ mới thấy nhá. Body bên hông thì còn đẹp nè, trong máy thì còn đẹp luôn mười. Càng bên này thì còn đẹp nè. Càng bên này thì nó sẽ có cái phần sơn này có hơi xi nha mọi người nha. Em người nhìn này, khi mọi người nhìn như thế này thì nó sẽ không thấy nha. Khi mọi người xoay nhẹ xuống này thì phần này nó có xi nè, cái phần sơn đây, phần sơn này nó có sàn bảo vệ nha. Rồi hoạt động máy nè, đây là hoạt động con trái đít nha. SW. Rồi. Nấm nè mọi người. Rồi giá con này Tùng sẽ bán với giá là 3,6 triệu nha. Nấm thì nó có hơi cái đây phần này phần keo mọi người, nó giống như cái dòng trái đít bây giờ này. Nó sẽ hơi cái keo này nó hơi lên này, do câu người đỡ nắng rồi, nó hơi dập lên nè. Rồi giá con này 3,6 triệu nha. 3,6 triệu cho cùng một con trai đích SW full box này. Con này là 3,3 triệu nha mọi người nha. Con màu vàng là 3,6 triệu bao ship. Còn con màu bạc này là 3,3 triệu bao ship nha. Đây. Máy thì hai con êm mượt nha. Hai con êm mượt. Rồi, đó là bốn con máy giá rẻ và tầm trung. Bây giờ chúng ta sẽ qua hai con máy cao cấp hơn nha. Thì đây là con Catalina 5000H. Con máy này là thông tin nó này, dòng quay 5.7 nha, dòng hát là 5.7 nha, trọng lượng 5.9, nó ngang con Rami Blast mọi người, trọng lượng Madras là 15 nha, thu dây là 121, chạy 9 mất đạn nè. Và con máy chúng ta là đầy đủ hộp nha, hộp sách đây, trong này là nó sẽ có bao đai hoa, sách và lông đền. Qua sách lông đền nha. Rồi hàng này thì hàng mặc định của nó là hàng của Japan nha. Đây là cái tay quay của nó mọi người. Tay quay zin nha, không có đổi hết nha. Tay zin không đổ hết. Con máy này thì thời điểm trước ra mắt của nó là tầm 14 triệu nha, 14 triệu. Còn bây giờ thì giá nó rất thơ thảm mọi người, tại vì những cái dòng này mới ra. Nhưng mà dòng này thì dòng ở Japan. Ở trong tầm giá của con này thì nó mọi người có thể chọn là Sara, Sara SW 8000 người, hoặc là con Stradic. Đấy, thì giá nó cũng ngang ngang con này. Nhưng mà hàng con này là hàng ở Japan nha. Đây, 5000H nha mọi người. 5000H nè. Còn hình con này là còn đẹp nha mọi người nha. Nhìn coi. Đó, còn hình còn đẹp nha. Bên này nè, còn còn đẹp luôn nè. Đấy. Đẹp. Còn đẹp nha. Nói chung nó cũng có xước nhưng mà xước sơ thôi mọi người. Đó. Xoay cho mọi người coi này, càng lỗ to nè. Đó. Đèn sáng bóng luôn nè. Phần trên đó nè. Còn đẹp nha. Hoạt động thì ok hết nha. Cái phần này thì cái phần này đa số là màu trắng nè mọi người, thì anh khách anh sơn lên cho nó đồng bộ nha, màu đen luôn, sơn cái màu đen lên nha. Đấy.
có sao rồi tùng báo như vậy nha, xong rồi đen lên này cho nó đồng bộ này. Nếu cái này tùng không nói thì người cũng không biết đâu người. Đó. Người nhìn vào thì con máy nó tông đen nha. Thì con này nó sơn lên nha, sơn cái nó miếng này nè mọi người. Sơn cái miếng càng này nè, đây, cái miếng này nè. Chứ thực sự cái miếng này là màu trắng. Đấy, có sao anh báo vậy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái hoạt động của con máy nha. À quên, cho mời con trong. Đối dòng Catena này thì nó chỉ xếp sau con Satiga thôi. Xếp sau Satiga nha. Rồi nó có cốt trợ lực đầy đủ nha. Đây, con này dầu mỡ nè. Đây. Đấy, cốt trợ lực nha, đầy đủ luôn. Máy cũng rất là mới luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ siết lại, sau đó sẽ quay cho mọi người coi cái hoạt động của con máy nha. Đây. Dòng này thì mọi người chỉ cần nhận lại thôi nha. Mỗi lần mà sử dụng cái dòng Satiga ở bên cái dòng Daiwa mọi người ám ảnh luôn rồi, ám ảnh giờ tay quay này mỗi người gắn vô nó hơi khó đây. À, khi mọi người quay mọi người cẩn thận nha, thì cái này là nó sẽ có cái đai và cái cước sẵn nè, mọi người nhìn nè, khi mọi người quay thì nó sẽ chạm vào nó sẽ có tiếng nha. Đó nên khi anh em mà kiểm tra máy anh em chú ý cái này giúp Tùng nha, chứ không phải là máy nó bị nha gì nha. Đây mọi người kéo lên như thế này thôi, như thế này là được rồi. Mọi người quay đây, quay thì êm luôn. Máy thì êm mượt nha, máy cũng rất là đẹp mọi người. Đấy. À. Rất đẹp. Rồi. Ai mà muốn sở hữu với con đẹp này thì liên hệ Tùng nha. Giá con này là 5.950.000 nha và Tùng sẽ bao ship cho người luôn. 5.950.000 bao ship một con máy full hộp đầy đủ cước đài luôn đó, mọi người nhớ nha. Khi mọi người không quay nữa mọi người kéo xuống nha. Còn khi mọi người quay á thì mọi người kéo lên giúp Tùng nha. Không khi mọi người quay nó sẽ chạm vào cái phần rotor này, sẽ có tiếng động nha. Đó giải thích kỹ với mọi người. Cho anh em mấy câu anh em kiểm lấy hàng anh em quay anh em nói sao máy nó kêu nha. Rồi. Ở đây Tùng sẽ tiếp tục, Tùng sẽ có một con Satiga. Con này là đời 2015 nha. Đây. Đây là con Satiga 2015. Size nó là size 4500H. Thì size 4500H này là cái body của nó là tương đương với size 5000H nha, hoặc là 5000. Tại vì nó sử dụng cái cối thôi, cái cối nó sẽ khác nhau nha. Mọi người có thể là gắn cái cối 5000, 5000H vào cái con 4000H cũng được, tạo cái body nó là sử dụng chung nha mọi người. Rồi, đây là cái con máy chúng ta là đây hộp sách nè. Thông số tôi đọc cho người nha. Con này là 5.7 này, trọng lượng là 610 gram, matrat của 15 này, BE số 3 vào 400, BE số 5 vào được 2.4, dòng thu dây là 110C nha, chạy nền tảng là 14 mặt đạn, trong đó 13 mặt đạn chính và một con lăn. Rồi máy chúng ta nó sẽ đi kèm theo là bao, hộp, sách, lông đờn, nói chung là con này là đầy đủ. Ha, đầy đủ nha mọi người. Rồi, đây là con máy chúng ta nha. Thì con này nó sẽ có cước build shop và cái đai của hãng Daiwa luôn nha. Đấy, thì khi người quay thì người cũng cố gắng người kéo lên nha. Con máy là còn khá đẹp luôn. Đây, khá đẹp. Dòng quay con này 5.7 nha. Rồi, ngồi hình này mọi người. Hình nha. Thường thường những con máy đẹp mà khi mọi người mua về thì giá nó sẽ nhỉnh hơn những con máy mà chày hoặc là bông sơn nha. Đó, mọi người chú ý nha. Khi người mua thì mọi người sợ đừng có cái so sánh là tại sao cũng mua mà sao giá nó mềm hơn nha. Tại vì tùy theo tình trạng và độ đẹp của con máy. Con máy cũng đẹp mọi người. Thấy mọi người thấy không? Đẹp nha. Dòng này nó cũng giống như con Catena mọi người, nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn nha. Thiết kế bên trong này tôi mới cho mọi người coi. Giống như con Catena thôi. Nhưng mà chất liệu nó thì cao hơn. Đây, mọi người nhìn nè. Bộ pin đó mọi người. Đấy. Thiết kế bên trong này nha.
Nhưng cái dòng cao cấp này thì nó sẽ kháng mặn tốt nha mọi người nhé, kháng mặn tốt. Rồi giờ chúng ta sẽ đi qua cái hoạt động của con máy nha. Nhưng cái con máy này thì câu biển nè, tuyệt vời luôn mọi người. À, tao quay lắm rồi, chưa nói tao quay. Tao quay còn rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn nha. Con máy này là full box nha mọi người, full box. Chúng ta sẽ coi cái hoạt động của con máy nha. Máy thì hoạt động ok hết nha. Máy hoạt động êm mượt ok hết nha, không lỗi làm gì nha. Đấy, mọi người cứ so sánh nha, con máy cũng rất là đẹp luôn. Đã 015, mọi người thở xài cói 5.000 đều được nha, gắn vô được hết. Đó, body thì giống như nhau nhưng mà cái cói nó mọi người thở thay đổi được 4.500 5.000 là giống như nhau thôi. Rồi, đây là một con hàng của Japan nha mọi người nha. Con máy này là đầy đủ hộp, giá là 8.500.000 bao ship cho mọi người nha, 8.500.000 bao ship. Thì qua tuần này Tùng sẽ về thêm hai con Satiga nữa nha mọi người, và Catalina nữa. Anh em nào mua hết cái đợt này thì đợt sau vẫn về nha. Thì đợt sau thì Tùng cũng có những con máy đẹp nha. Nói chung là Tùng lựa những con máy đẹp để Tùng về. Máy đẹp thì giá nó sẽ nhỉnh hơn nha. Còn những con máy chạy hay là bông sơn thì giá nó sẽ nhẹ hơn. Rồi đó là toàn bộ những con máy mà Tùng muốn thanh lý hôm nay. Anh em mà ưng con máy nào thì cứ inbox với Zalo Tùng hoặc là điện thoại trực tiếp, hoặc là thờ đến quận 5 của Tùng để mua máy nha. Khi mà Tùng bán hàng, Tùng gửi hàng thì Tùng sẽ nhận cọc nha. Những cái máy nào giá trị lớn thì Tùng sẽ nhận giá cao hơn xíu, cọc cao hơn nha. Còn những máy giá trị thấp thì Tùng sẽ nhận cọc thấp hơn nha. Đó, Tùng nói rõ trong clip để anh em dễ mua hàng của Tùng nha. Còn anh em nào muốn coi chi tiết con máy thì có thể là Tùng sẽ chụp hình này, có thể là mọi người coi kỹ clip này luôn nha. Thì tạo Tùng muốn quay cận cảnh cho mọi người coi nha. Rồi bây giờ Tùng chào mọi người nha. Bye bye.